Chào tất cả anh em nhá. Đấy, Đức Mạnh chia sẻ cho một ban là Attila bị mất điện cao áp. Thì đây là IC này. Thì nếu như mà đơn giản nhất, khi anh em thấy bị bệnh điện mất cao áp đúng không, mà bị chập chan, gọi là chập chan là mất điện cao áp, thì anh em chỉ cần rút IC ra và cắm IC lại. Thì anh em nhìn trên tổng UZI này, anh rút cho em IC ra. Rút rồi cắm lại. Cắm nhẹ thôi, không cần cắm mạnh đâu. Cắm nhẹ thôi, cắm vào rắc ấy. Đấy, anh em nhìn thấy điện này không? Rút ra. Anh để không cần cắm sâu đâu, rút ra. Cắm lại. Cứ rút ra cắm vào ấy. Không cần là phải ấy đâu. Đấy. Anh rút ra rút vào nhiều lần rồi. Đấy, anh em nhìn thấy điện có áp đánh không? Đấy. Rút ra cắm vào đi. Đấy. Đây, để tối tí nữa này. Đấy, anh em thấy chưa? Đây, lại này. Đấy, có điện đấy, đấy. Anh em cứ rút ra cắm vào mà nó có đi cắm đánh tạch cái. Đấy, anh em nhìn chưa? Thì con này là bị chết IC nhá. Đấy, thử cách rất đơn giản. Khi anh em thấy mất điện cao áp, đúng không? Mất điện cao áp thì anh em cứ rút IC và cắm vào. Đấy, là anh em thấy điện nó phóng ra. Đấy, đúng không ạ? Là bị chết IC nhá. Cái cách kiểm tra rất đơn giản thôi. Con này là bị mất điện cao áp. Và IC thì đây, anh rút IC ra. Đấy, IC Đức Mạnh đang mổ ra đây. Bị chết trong. Ok chưa anh em?